Chào các bạn, video clip hôm nay tổng hợp lại những cái clip trước đây nói về chủ đề là bình xăng con xe độ Centa 175 gắn được cho những cái xe nào. Và qua cái clip này chúng ta có thể là chúng ta sẽ biết được nhiều hơn, tức là Centa 175 với sự hỗ trợ của những cái co tròn, những cái măng sông thế này hoặc là những măng sông như vậy, chúng ta sẽ gắn được cho khá nhiều xe. Thì để tập hợp và nó mang tính hệ thống thì trước tiên chúng ta thấy là cái bình Centa 175 được thiết kế cơ bản là để gắn cho rim quay độ. Chúng ta đi về cái bình này, và khi gắn cho rim quay độ thì chúng ta sử dụng luôn cái co xăng lớn, tức là đây là một co xăng cũng của Centa luôn. Và đối với rim quay độ á, thì chúng ta gắn trực tiếp vào rất dễ dàng, nhưng mà ở đây là chúng ta, tại sao chúng ta thấy có thêm cái đế này, khi những cái trường hợp là chúng ta gắn boe tăng tốc phía trước lớn quá thì nó có thể nó vướng cái bè xe hoặc là nó không thoải mái. Thì những cái xe độ khủng thì thường phải xài boe tăng tốc lớn, thì người ta phải lắp toàn bộ bình xăng con vào co, phải xây qua bên trái hoặc là xây qua bên phải đối với lại cái đường trục của cái sườn xe, của cái nguyên chiếc xe, mục đích là để đưa cái boe tăng tốc nằm ra ngoài, nó rộng rãi, nó thoáng. Thì như vậy á là có sự hỗ trợ của cái tấm đế này. Đây là cái tấm đế ta thấy. Thì hai cái con bu lông lục giác chìm này bắt vào trong đầu máy, bắt cái tấm đế này ngồi vào trong đầu ki lát. Còn trên tấm đế này nó có rất nhiều lỗ, những lỗ răng M16, thì chúng ta muốn bắt co xăng vào, chúng ta muốn xây đâu thì xây. Đây tôi mở ra cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là cái tấm đế trung gian, mục đích là để cho phép chúng ta bắt bình xăng vào. Chúng ta muốn xoay cái co xăng cho cái bình xăng nó hướng về đâu cũng được, để nó né cái về xe, hoặc là tùy thích chúng ta muốn hướng vào đâu đó thì hướng. Và khi chúng ta lắp bình xăng lên á, thì đây cái co xăng nó ngồi lên đó, thì chúng ta chọn vị trí nào thích hợp á, thì chúng ta chỉ việc là bỏ cho nó một cái ron. Thì cái cơm lê này anh Đạt cũng có bán, hàng Centa cũng có bán sẵn luôn. Và cái đế này thì bắt được cho tất cả những cái dòng xe, từ xe dòng xe Honda, dòng xe Yamaha, dòng xe Suzuki là đều bắt được hết. Tức là cái khoảng cách tâm của hai lỗ ở trên đầu ki lát của cả ba dòng xe này thì người Nhật người ta thiết kế cũng giống nhau, khoảng cách tâm này. Cái miếng đế này ngồi lên tất cả xe Suzuki, Honda đều được hết. Và người ta còn cẩn thận, tức là nó có một cái gờ nó phai đi để né một cái cạnh của cái nắp đậy xúc bắp. Đối với lại cái xe da thì cái nắp đậy xúc bắp nó có cái cạnh hình thôi, có cái gờ cao lên, thì đây chúng ta thấy là nó có một phai, một cái bậc đây. Đó, tươi bát lại cho các bạn xem. Ngoài ra là một số bạn hỏi tôi là bình Centa 175 hoặc là Centa 150 thì gắn cho những cái xe Suzuki được không? Thì cũng xin trả lời luôn, tức là khi gắn cho Suzuki chúng ta thay co xăng lớn vào, thế này. Xe Suzuki thì nó có thiết kế những cái đường ống hơi để nó điều khiển cái van xăng tự động, cũng như là nó tác động tới cái hệ thống trung hòa khí thải. Có xe thì có một ống hơi, có xe có hai ống hơi. Thì khi chúng ta gắn bình Centa vào xe Suzuki, ví dụ Jupiter, Sirius hoặc là Su Simax vân vân, thì chúng ta phải thay luôn cái co xăng lớn và chúng ta phải trồng cho nó hai cái ống này. Thì chúng ta có thể hỏi mua, tức là lấy từ cái ống đồng xăng 67 chúng ta trồng vào. Có xe thì nó nằm ở bên trái, có xe thì nằm bên này, có xe thì nằm ở đằng sau. Có xe một ống, có xe hai ống, thì tùy theo xe chúng ta trồng cái ống này vào. Thực ra gắn cái ống này vào trong cái co xăng, tức là cũng phải đưa tiệm nó chế rất là lẹ các bạn ạ. Khoảng 10 phút 15 phút thôi, khoan lỗ theo đúng đường kính này rồi gắn vào là xịt kéo dán sắt lại sống. Thì như vậy á, là Centa 175, Centa 150, bình xăng con xe độ thiết kế cơ bản là để dùng cho các dòng xe Honda Rimway, nhưng mà có thể gắn được qua cho các dòng xe của gia, bao gồm Jupiter, Sirius, Taurus và kể cả các dòng xe của Su như là Su Simax, Su Revo hoặc Su i3 là đều gắn được bình xăng xe độ của Centa. Rồi cái ý thứ hai nữa là bình xăng con Centa thì nhà sản xuất Thành Đạt thì cũng có chế tạo sẵn một cái co nhôm tròn. Mình kêu là co nhôm tại vì thị trường cũng hay kêu vậy, nhưng ở đây nó hình thức nó là cái măng sông ha. Thì khi lắp vào như vậy thì bình xăng con Centa xe độ 175 hoặc 150 với cái sự hỗ trợ của cái co nhôm tròn này thì nó sẽ gắn được cho rất nhiều những cái xe đang đi bình xăng con ga dù. Những xe đang đi bình xăng con ga dù là thường nó có cái kiểu nắm truyền thống, tức là nó bắt bình xăng bằng một cái co cao su tròn, bắt bằng cổ dê, tức là nắm vào trong cái vòng cổ dê siết rút trong đây. Thì nếu như chúng ta làm một cái măng sông để làm trung gian, là bắt từ cái hình thức bắt hai con bu lông như kiểu bắt rimway, bắt qua cái kiểu bắt co tròn để bắt cổ dê, thì chúng ta sẽ gắn được cái bình Centa 175, 150 này vào được rất nhiều dòng xe, từ những chiếc mô tô là xài bình xăng con ga dù, những chiếc Su GN150 hoặc là những chiếc Bonus hoặc là một số xe là xài bình xăng con ga dù như là Exciter cái đời 135 phân khối, cái đời từ 2010 trở về sau thì nó cũng xài qua bình xăng con ga dù, thì chúng ta đều có thể chế biến để gắn như vậy, gắn cái bình Centa này vào. Thì cái khuynh hướng độ xe thì muốn gắn cái dạng bình có cái cáp ga kéo trực tiếp vô ở ga thì xe nó đi bốc hơn, chứ xe độ mà chúng ta gắn cái bình ga dù á, thì chờ cái dù bay lên á, thì cái tăng tốc nó cũng không có được mãnh liệt bằng. Nổi các bạn. Đây, cái này là phải gắn cái lục giác của nó. Đây, cái ốc lục giác nó đây. Đây, tôi đã bắt xong cái co tròn để tháp co vào đây. Và đây cũng là một cái ưu điểm của bình Centa 175 là khi tháp co thì chúng ta chỉ việc là mua cái co tròn Centa nó chế tạo sẵn, ta lắp vào. Khi chúng ta thích gắn cái bình này qua cho rim quay thì chúng ta lại bỏ co ra, chúng ta gắn trực tiếp vào trong cái co này. Mọi thứ đều có thể tháo rời được và lắp được rất nhanh chóng dễ dàng, chứ không như những cái bình bông mai mà muốn chế tháp co thì phải đưa ra tiệm tiện. Thì rõ ràng là hoặc là cái này hoặc là cái kia. Nhưng đối với bình Centa 175 hoặc Centa 150 thì tháp thêm cái co này thì chúng ta có thể xài cái bình xăng ở cái phạm vi rộng hơn. Tức là muốn xài bắt có tròn thì bắt có tròn, muốn xài bắt hai bu lông thì bắt hai bu lông. Một cái tình huống tôi cũng nói thêm, tức là như vậy khi cái bình Centa 175 mà nó đã tháp cái co tròn này thì nó có thể là gắn vào cho những cái chiếc Actila độ nè, những chiếc Novo độ nè. Những chiếc bay xì độ nè, hoặc là những chiếc Hayate độ nè, thì rõ ràng là cái phạm vi sử dụng của nó trở thành rất là rộng. Một trường hợp nữa là cái bình Centa 175 thì có giới thiệu một cái loại bình mô tô, thì ở đây là một cái kiểu bắt phổ biến là đối với các xe mô tô, ví dụ là những cái xe mà dạng bắt có hai con cu rông chìa ra, điển hình như là cái chiếc Rebel 125 hai máy, rồi là cái chiếc mô tô máy đứng của cái chiếc ba gác máy Trung Quốc á, ba gác máy Trung Quốc mà nó mới nhập qua 5-10 năm sau này á, là nó tức là trên cái xe thì cái kết cấu để lắp cái bình xăng con trên cái xe ba gác máy Trung Quốc, trên cái xe Rebel thì nó có một cái ngã ba, nhưng cuối cùng á, là nó vẫn đi ra là nó ra một cái đầu chờ có hai cái con gu sông, tức là hai con vít cấy ra như thế này. Thì coi như là quá tiện lợi, tức là cái người tiêu dùng là muốn thay cái bình Centa 175 hoặc Centa 150 vào cho cái chiếc ba gác máy, một chiếc Rebel thì chỉ việc mua cái bình mô tô rồi gắn vào như thế này rồi xài thôi. Vì ở phía sau này Cái bình Centa 175, Centa 150 thông thường á, thì phía sau này nó vẫn còn bố trí hai gân trợ lực và nó đồng thời nó giữ luôn hai con tán phía sau này. Thì nếu chúng ta mua cái loại bình này á, thì chúng ta không cứ gắn cho cái phương án gắn này được, mà chúng ta phải hỏi mua cái bình mô tô. Mô tô thì phía sau này nó đã phai, tức là chúng ta có thể thấy nó đã phai mất đi cái phần này, hai bên đều như vậy. Và chúng ta gắn cái bình Centa 175 vào cho cái xe nó có hai cái, nó có cái cây gu rong nó chờ, nó chìa ra như vậy, thì gắn vào coi như là 30 giây luôn. Chúng ta phải dùng một miếng phíp, ở đây tôi chỉ minh họa thôi, chứ cái miếng phíp chúng ta cũng phải mua cái miếng, tiền mua cái miếng phíp có lỗ lớn, còn không thì cái miếng phíp lỗ nhỏ chúng ta phải cho đã chế xe thì cũng phải công phu xíu. Chúng ta phải phá cái lỗ rộng ra, tức là đưa lên máy tiện vẫn rộng ra. Đó. Tất nhiên chúng ta phải bỏ cái ron giấy vào các bạn nha. Giấy thì đã chúng ta lắp vào như vậy. Thì phía sau này thì tôi bật con tán vô cho nó. Đấy, và tôi dùng cái chìa khóa 810 tôi siết nó lại. Thì cái bình Centa 175 loại mô tô á, thì chúng ta sẽ sử dụng là bắt được cho các xe mô tô mà có cái hình thức có hai gu rong chìa ra, tức là bắt bằng hai gu rong. Và như vậy là có thể kể những cái xe điển hình, thứ nhất là cái xe ba gác máy Trung Quốc, cái thứ hai nữa là cái chiếc Rebel 125 hai máy, cái thứ ba nữa là cái chiếc như cái chiếc Bonus. Cái chiếc Bonus thì nó cũng có một cái măng sông hình thức như thế này. Thì chúng ta sẽ bắt chiếc Bonus thì các bạn có thể chế, tức là bắt qua cái măng sông này, bỏ cái măng sông tròn bắt co đi, bắt co tròn đi, hoặc là chúng ta có thể bắt theo cái kiểu bắt như vậy. Thì có nhiều cái sự chọn lựa, tùy ý chúng ta chọn cái phương án nào cũng được. Thì ở đây cũng nói lên một cái điều, tức là với sự hỗ trợ của những cái măng sông, những cái co nhôm tròn thế này, hoặc là những cái co như thế này, và kể cả tấm đế này, thì chúng ta những cái phụ kiện hỗ trợ này cho phép là mở rộng cái phạm vi gắn được cái bình xăng con Centa xe độ 150 hoặc là 175, là mở rộng phạm vi gắn được ra rất nhiều xe. Những cái co này thì Thành Đạt có sản xuất sẵn, chúng ta là khi mua bình xăng này thì chúng ta đều có thể hỏi mua cái co lớn này, hoặc là cái bộ bu lông ron giấy cũng có sẵn luôn, ta đỡ phải đi mua lắt nhắt. Thì những cái co này nó cần cái bu lông đầu nhỏ các bạn, chúng ta lấy cái bu lông đầu thường nó lớn thì bắt vào nó vướng cái vách nó không bắt được, ta phải xài bu lông đầu nhỏ, tức là xài bu lông, xài chìa khóa 8 á. Và Centa 175 thì với cái co tròn này thì chúng ta gắn được dễ dàng cho những cái bình ga dù là đang bắt kiểu cổ dê này, thì Với sự hỗ trợ của coi nhôm tròn này thì chúng ta bắt được cho những cái bình, những cái xe đang đi bình ga dù, từ là xe của Honda cho tới Su, là cho tới xe của Gia, vân. Thân ái chào các bạn.